Quan chức thân Nga ở Crimea nói Moscow đã bắn hạ 10 UAV của Ukraine. Ukraine ném bom quân đội Nga từ chiến tuyến Bakhmut, 25 lính Wagner bị tiêu diệt ở Soledar. Ukraine nói Nga tấn công thất bại ở Avdiivka. Chính trị gia Ukraine cảnh báo Nga có hai con đường dẫn đến chiến thắng. Cựu Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Ukraine nhưng vẫn còn cởi mở với Nga. Nga cáo buộc Tổng thống Ba Lan kích động Thế chiến thứ ba. Ngoại trưởng Anh nói ông Putin nên ngồi vào bàn đàm phán để cứu mạng sống của binh lính Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cảnh báo Ukraine đang đứng trên bờ vực xung đột tôn giáo quy mô lớn. Kính chào quý vị đến với những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc chiến tại Đông Âu. Sau đây là những thông tin nổi bật gửi đến quý vị. Liên quan đến tình hình giao tranh tại bán đảo Crimea, đầu tuần này, thị trưởng thành phố Sevastopol do Nga chỉ định, ông Mikhail Razvozhaev báo cáo rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời bán đảo. Ông Razvozhaev gọi đây là cuộc tấn công thất bại của quân đội Kiev. Trên Telegram, ông Razvozhaev viết, phòng không và hạm đội Biển Đen đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Tất cả các máy bay không người lái đều bị bắn hạ và rơi xuống biển. Không có thiệt hại cơ sở hạ tầng nào được ghi nhận. Ông Razvozhaev cũng bác bỏ thông tin trong thành phố Sevastopol xảy ra các vụ nổ và khẳng định lực lượng phòng không của bán đảo vẫn tiếp tục giám sát bầu trời. Trở lại với chiến trường Biển Đông, vừa qua, các binh sĩ Ukraine ở thành phố chính địa Bakhmut đã tấn công lực lượng Nga bằng máy bay không người lái. Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải một video ghi lại cảnh máy bay không người lái tấn công đối phương. Bộ cho biết, trong quá trình trinh sát trên không, chúng tôi đã phát hiện ra các chiến hào của quân đội Moscow. UAV của Ukraine đã bắn ngay lập tức, số người Nga bị tiêu diệt đã tăng lên đáng kể. Bài đăng của Bộ Tổng tham mưu không chỉ rõ liệu máy bay không người lái được sử dụng có phải là chiếc Switable 600 do Mỹ cung cấp gần đây hay không. Bộ cũng không tiết lộ bao nhiêu binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Ngoài ra, lữ đoàn pháo binh Ukraine ở Soledar cho biết họ đã tiêu diệt được 25 lính đánh thuê Wagner bằng hỏa lực pháo binh tại mặt trận này. Theo lữ đoàn, các chiến binh Wagner đã tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine từ một chiến hào. Sau đó, lữ đoàn đã đáp trả lại bằng pháo khiến nhiều lính Wagner bị thiệt mạng. Tình hình giao tranh tiếp tục leo thang khi hôm 18 tháng 1, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đang tập trung mọi nỗ lực tấn công theo hướng Bakhmut. Đồng thời ở hướng Avdiivka, Ukraine nói Nga đã tiến hành tấn công nhưng không thành công. Trong một ngày qua, quân Nga đã thực hiện 6 cuộc tấn công bằng tên lửa, 14 cuộc không kích và 95 lần khai hỏa bằng hệ thống tên lửa MLRS. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga gần Bilohorivka thuộc vùng Luhansk và Bakhmut, Klishchiivka, Marianka và Bobiada thuộc vùng Donetsk. Phía Ukraine cho khẳng định do thiếu lực lượng công tác, quân Nga phải đưa các quan chức Nga sang làm nhiệm vụ quản lý trong các vùng lãnh thổ ở Ukraine. Cũng trong một ngày qua, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công 2 sở chỉ huy của Nga và 5 cụm quân Nga, cũng như một kho đạn dược, một hệ thống tác chiến điện tử và một hệ thống radar. Lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 12 cuộc tấn công vào các cụm quân Nga và 4 cuộc tấn công vào các vị trí hệ thống phòng không. Gần Soledar, quân đội Ukraine nói đã phá hủy máy bay Su-25 của Nga. Trong video được Reuters công bố hôm 17 tháng 1 cho thấy, thành phố Bakhmut của Ukraine đã bị tàn phá nặng nề sau những cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Ukraine và Nga. Được quay từ một chiếc ô tô đang lái qua các khu dân cư phía tây sông Bakhmutovka, đoạn phim cho thấy các tòa nhà trong thành phố đã trở thành đống đổ nát bên cạnh những hố bom trên những con đường vắng. Reuters đã có thể xác minh vị trí bằng cách khớp hình ảnh Google Maps với các tòa nhà nhìn thấy trong video. Theo Reuters, thành phố Bakhmut và Soledar ở khu vực Donetsk của Ukraine là một điểm nóng trong cuộc xung đột đã kéo dài gần một năm qua. Gần đây, Nga đã đạt được những tiến bộ trong cuộc chiến ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut. Hôm 15 tháng 1 vừa qua, quân đội Nga đã tuyên bố đã tiến về ngoại ô phía bắc của thành phố Bakhmut và kiểm soát trung tâm thành phố Soledar. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó nói rằng cuộc chiến giành thành phố phía đông bắc Bakhmut vẫn đang tiếp tục. Khi xung đột Nga-Ukraine đang dần đi đến cột mốc một năm, nhiều ý kiến đã được đưa ra bàn luận về tương lai của cuộc chiến. Mới đây, nhà lập pháp Ukraine ông Yehor Chyniak cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có hai con đường dẫn đến chiến thắng. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga và Ukraine đã bất phân thắng bại tại một số chiến tuyến, đặc biệt là ở miền Đông. Ông Chyniak cảnh báo Nga có thể nhắm một số mục tiêu ở phía Tây để cắt đứt các tuyến đường vận chuyển nối Ukraine với châu Âu. Tuy nhiên, chuyên gia Seth Jones của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói với Newsweek rằng chiến lược này không khả thi đối với Nga vì họ không thể tập hợp lực lượng và vũ khí để tấn công theo hướng đó. Theo nhà lập pháp Jenny F., cách thứ hai mà Moscow có thể chiến thắng là đi đường dài để giành được vùng Donbass. Bên cạnh đó, ông Jenny F. cho rằng Moscow sẽ chuẩn bị cho những đợt tấn công lớn tại các vùng lãnh thổ mà ông Putin tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9 năm ngoái. Ông nói, đồng thời họ có thể bắt đầu chiến dịch quân sự tiếp theo trong 6 đến 12 tháng để xóa bỏ tư cách nhà nước của chúng tôi. Mới đây, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi Liên minh châu Âu phải đoàn kết và thống nhất lâu dài trong việc ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, sau cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Sanchez cho rằng cái giá phải trả để người dân Ukraine chiến thắng Nga là rất cao. Ông nói, họ cần nhận được sự đoàn kết, đồng cảm và cam kết của Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine đến cùng. Khi được hỏi liệu có tin rằng Nga đang suy yếu, vị thủ tướng cho biết ông đã từng nhận thấy điều đó. Ông Sanchez cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có một số đồng minh ở châu Âu. Những người đó đang che giấu mối quan hệ với Điện Kremlin. Do đó, EU phải ngăn chặn khối bị phá hủy từ bên trong. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ hôm 17 tháng 1, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger nói rằng tính trung lập của Ukraine ở Đông Âu đã không còn ý nghĩa nữa sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. Do đó, ông tán thành Kiev gia nhập khối liên minh quân sự NATO, nhưng ông vẫn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đối thoại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông nói, trước cuộc chiến này, tôi đã phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của NATO, bởi vì tôi sợ cuộc xung đột sẽ nổ ra. Nhưng giờ việc Ukraine ở vị trí trung lập đã không còn ý nghĩa nữa. Tại cuộc họp ở Davos hồi tháng 5 năm ngoái, ông Kissinger ủng hộ việc chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine vì sợ rằng Nga sẽ bị đẩy vào một liên minh lâu dài với Trung Quốc. Tuy nhiên, vì ông đã từng gợi ý rằng Moscow có thể giữ bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga năm 2014, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã bị đưa vào danh sách đen của Ukraine. Hôm 17 tháng 1, ông mở đầu bài phát biểu của mình với sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng với đó là sự kiên cường anh hùng của người dân Ukraine trong cuộc xung đột này. Theo quan điểm của ông Kissinger, cách để ngăn chặn xung đột leo thang là làm chính xác những gì Kiev, Mỹ và các đồng minh đã và đang thực hiện cho đến nay, yêu cầu Nga rút quân, đồng thời viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine và duy trì các biện pháp trừng phạt lên Moscow. Mặc dù vậy, nhà ngoại giao lớn tuổi cho rằng Nga nên được mở cửa để tái gia nhập phương Tây, nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết để tham gia với tư cách là thành viên trong các quá trình này của châu Âu. Ông Kissinger cũng nói rằng Liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo phải là người bảo đảm cho giải pháp hòa bình cuối cùng dưới bất kỳ hình thức nào mà NATO có thể phát triển. Ông Kissinger năm nay 99 tuổi, từng là Ngoại trưởng Mỹ từ năm 1973 đến năm 1977 và là Cố vấn An ninh Quốc gia từ năm 1969 đến năm 1975, đóng vai trò chính trong cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Việt Nam, cũng như chính sách đối đầu với Trung Quốc và Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Hôm 17 tháng 1, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Phó đại biểu Duma Quốc gia Nga tại Crimea, ông Mikhail Seremet đã cho rằng, bằng cách vận động các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine, Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda đang kích động thế chiến thứ ba. Theo RIA, vào tuần trước, ông Duda đã cho biết rằng Ba Lan sẽ bàn giao một đội xe tăng Leopard cho Ukraine và đi đầu Liên minh quốc tế viện trợ xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Nhận xét về việc này, ông Seremet nói, Tổng thống Ba Lan Duda đã hoàn toàn lãng quên lịch sử và đang kích động thế chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Đây chắc chắn sẽ là cuộc chiến cuối cùng của toàn nhân loại. Theo ông, chính sách liều lĩnh của Tổng thống Ba Lan vô cùng nguy hiểm và không phản ánh quan điểm cũng như lợi ích của chính người dân Ba Lan. Nga trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO vì đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng vũ khí nào gửi đến Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố rằng các nước NATO đang đùa với lửa bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói việc phương Tây cung cấp vũ khí sẽ gây tác động tiêu cực đến cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trong chuyến công du Hoa Kỳ trước lễ kỷ niệm một năm cuộc xung đột ở Ukraine, hôm 17 tháng 1, Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố sẽ tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Kiev trong cuộc chiến này. Ông nói, chúng tôi cam kết hỗ trợ Kiev cho đến khi họ chiến thắng. Đồng thời, ông nhấn mạnh về việc Ukraine cần được viện trợ những vũ khí hạng nặng để có thể giành thắng lợi trước Moscow. Ông tiếp tục, đây là những gì mà Ukraine cần để họ có thể bảo vệ chủ quyền đất nước. Anh sẽ cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng, hiện đại và đạn dược để cho phép Kiev có thể tự vệ đúng cách và điều mà ông Putin nên hiểu là chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào cuộc xung đột này chấm dứt. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng. Điều tốt nhất mà người đứng đầu Điện Kremlin có thể làm là ngồi vào bàn đàm phán hòa bình để có thể cứu mạng sống của những người lính Nga. Theo Reuters, Anh là một trong những quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trong gói viện trợ quân sự mới nhất, Anh đã cam kết gửi 14 xe tăng Challenger 2 và các vũ khí hạng nặng khác tới Ukraine. Cũng trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 1, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, Moscow kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tích cực trong nỗ lực trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền người Ukraine, Yelena Bereznyaya, đang bị giam giữ tại Ukraine. Ông nói, nhà hoạt động nhân quyền Yelena Bereznyaya đã bị cơ quan đặc nhiệm Ukraine bắt giữ với những cáo buộc vô lý vì tội phản quốc. Cô Yelena đã dành 8 năm nghiên cứu và ghi lại sự phát triển của chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine và đã từng phát biểu trước Hội đồng Bảo an vào tháng 3 năm ngoái. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo Liên Hợp Quốc can thiệp và giúp trả tự do cho cô ấy. Ông Nebenzia tiếp tục nói rằng, chính quyền Kiev của Tổng thống Zelensky đã tổ chức các cuộc đàn áp chính trị hàng loạt, bắt giữ các nhà hoạt động dân sự và những người ủng hộ nhân quyền ở những khu vực mà họ đang kiểm soát. Những người không đồng ý kiến quan điểm chính trị của họ đều bị loại bỏ. Hôm 14 tháng 1, Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết cuộc đàn áp của Kiev đối với nhà thờ chính thống giáo của Ukraine đang đứng trước bờ vực của một cuộc xung đột tôn giáo ở quy mô chưa từng có. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, được hỗ trợ bởi phương Tây, chính quyền Ukraine từ lâu đã áp dụng một chính sách nhằm tìm cách phá hoại và đàn áp nhà thờ chính thống giáo của Ukraine. Ông nhấn mạnh, cuộc chiến chống lại Cơ đốc giáo là một hướng đi khác trong các chính sách đàn áp của Kiev. Theo TASS, nhà thờ chính thống giáo ở Ukraine UOC nằm trong hiến chương của nhà thờ chính thống giáo Nga, được Hội đồng Giám mục thông qua năm 2000. Tuy nhiên, Hội đồng UOC ngày 27 tháng 5 năm 2022 đã thông báo việc thông qua các sửa đổi đối với hiến chương UOC, tuyên bố hoàn toàn độc lập khỏi nhà thờ chính thống giáo Nga. Đồng thời, chính quyền Ukraine gần đây đã tăng cường chiến dịch chống lại UOC. Kể từ tháng 11 năm 2022, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tiến hành khám xét các nhà thờ và giáo phận của họ trên khắp đất nước. Một số giáo sĩ chính thống giáo đã bị bắt giữ với tội danh phản quốc và nhằm lật đổ chính quyền. Hôm thứ Ba ngày 17 tháng 1, các lực lượng cứu hộ Ukraine đã ngừng tìm kiếm những người còn sống sót sau vụ tấn công vào tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro. Tổng cộng đã có 44 người thiệt mạng được tìm thấy. Cơ quan khẩn cấp của tỉnh Dnipropetrovsk cho biết hiện vẫn có 20 người chưa được tìm thấy, 39 người được cứu khỏi đống đổ nát và 79 người bị thương. Theo Reuters, vụ không kích tên lửa vào tòa nhà chung cư ở Dnipro là đợt tấn công lớn nhất trong 3 tháng qua của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.